việc chiếm lấy tình cảm của Diễm. Hãy cùng đón xem. Từ khu Thảo Điền, quận 2, vượt qua sông Sài Gòn, sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát, được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Đêm cuối cùng tại nhà chung, các thành viên Love House mới thực sự có cho mình một bữa cơm gia đình đầu tiên sau bao ngày cùng chung sống. Vì điều ý nghĩa này, mọi người rất muốn có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên để có thể dùng bữa cùng nhau. Sao tớ thui? Con vui, đi. Hello anh. Anh chừng nào về? Anh đi công chuyện này cho nên là anh đang 9:30 em qua tới bản được á. Chút nữa nó chạy xe cho nhà anh. Okay. Xong cách xe qua anh. Ok. Chị ráng về sớm nha, mọi người có đồ ăn ngon lắm. Ok, chào tụi. Ok, bye bye. Không nói lời, cho nên là... Chị em, anh chị em gọi cho Nhân. Cái gì gọi, em gọi đi. Em gọi giùm. Em đâu có các bạn đâu gọi được đâu. Em cho tin nhắn gọi được mà. Không được. Hay gọi trong group đi. Chị đâu kết bạn đâu. Alo. Ủa anh về tới đâu rồi? Gần tới rồi. Rồi ok, về nhanh nha, mọi người đang đợi ăn nè. Ok. Ngồi đâu? Ngồi đâu hả? Cũng ở đâu ngồi? Sao Diễm ngồi đâu ngồi? Ngồi đâu cũng được mà. Ok. Chắc ai nhận nhau? Vụ gì ta? Hồi nãy giờ thấy... Chứ gì nữa? Yêu em cái gì? So Diễm, Diễm jealous. Yêu em. Chị có đâu làm gì đâu trời. Không làm gì là làm rồi đó chị. Không làm gì là một hành động rồi đấy. Chị im thôi là đã đủ đáng sợ lắm rồi. Chị làm gì nữa là chắc chết. Okay. Ăn cơm. Ủa sao Nhân kêu Nhân? À chắc đang đợi đò. Phải chúng ta tăng đợi Nhân. Ừ. Không biết là sợ rồi, giờ múc cơm đâu. Anh đói bụng mà. Anh à, anh thật sự anh bây giờ sắp chết. Nếu không có muốn muốn ăn món, anh là không sao. Bày ra. Tổn thương sâu sắc. Ở đây bây giờ tao là. Bữa cơm gia đình đầu tiên. Cả nhà ăn cơm. Ok. Cơm. Mời mọi người ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Gì mà phun tiếng Hàn không vậy? Có nghĩa là chúc mọi người ngon miệng. Em đã nói chị chúc ăn tối ngon miệng. Sao rồi. Rồi chúc anh ăn tối ngon miệng. Chúc ăn mỗi người tối vẫn ngon. Ăn đi. Dạ ngon. Ta xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Huyền Mưu. Nhờ em mà mọi người cuối cùng cũng đã có một bữa cơm nhà ăn với nhau. Mưu nào hôm nay à? Dạ. Anh kiếm trà này. Cái này là ở đây phải không? Này. À, tạm biệt. Cái này là ở đây phải không? Giống kim chi không? Ăn bánh tô mà hỏi giống kim chi không? Ngon rồi, ta ngon liền rồi. Bỏ thịt vào cổ trắng này ăn. Bỏ cái này vô. Thôi mà, bỏ thịt vô. Giống Trung Quốc. Ừ, nhai rồi gì? Đúng rồi. Hay hả? Trời ơi, trời bẻ vậy. Rồi, em nhai đi em. Ừ, tưởng làm cho Rê tăng gửi. Ừ, chị cũng tưởng là em gọi cho rap. Em ăn luôn. Ai cũng tưởng thế hết á. Tự nhiên thấy á ầm. Ầm vô miệng. Ầm vô miệng luôn. Mọi người suy nghĩ gì vậy? Ủa? Toan à? Ừ. Có con? Dạ. Rê với. Em không có ý thức em đây muốn kêu mọi người đoán nó muốn thứ gì sao.
Khi mà ăn này ngon đấy. Sao á? Bên kia đang đút cho nhau ăn. Em có Thảo. Trứng này. Em, à, trứng này nè. Bảo nhìn là anh em mất hứng. Bảo nhìn là anh em mất hứng. Ok được. Ừ. Nắm tấm gì ạ? Ngon em hả? Cái này là ai làm ạ? Gia đình nghèo con. Em đã nói là em làm hết. Nấu ăn ngon như thế này là lấy chồng được chưa? Brad, có bạn, bạn nào đẹp trai, tốt? Ừ, để giới thiệu Huyền. Đâu? Brother. Em trai của Brother. Dạ. Yeah. Ờ, cũng được, nhưng mà... Cũng được, không bằng. Nhưng mà không tốt. Không tốt. Không bằng. Không biết là xem xong chương trình thì mình đã đem một mình lâu. Bad boy. Bad boy. I like bad boy. Are you a bad boy? Okay, okay. Brad là good boy à? Brad là tốt nhất. Tốt nhất. Ok, ok, Brad. Qua chăm sóc đi kìa, ngồi đây mà bụng không yên. Nhưng mà... Dạy. Dạy. Bạn ơi. Bạn. Nào. Đúng là trong đôi mắt của người hạnh phúc bao giờ, bất cứ những hành động nhỏ nhất nó cũng là trở thành đáng yêu. Giống em thôi. Anh đâu hẹn hẳn đáng yêu bao giờ đâu. Vậy á? Vậy không yêu à? Đồ ăn hôm nay ngon. Anh em dễ thương mà. Bữa cơm gia đình có vẻ không được trọn vẹn khi thiếu vắng Nhân và Tuấn Anh. Diễm đã bắt đầu có những động thái giữ khoảng cách với Brad. Thế nhưng càng đẩy ra xa thì Brad lại càng muốn tiến lại gần. Tận dụng thời gian lúc mọi người bận bịu rửa chén bát, Brad đã tìm đến Diễm để hẹn hò cùng nhau. Hôm nay là trời đẹp. Trời mưa mà. Mưa, hồi chiều mưa mà. Bây giờ đẹp. Bây giờ đẹp. Đúng không? Dạ. Bình thường đi chơi buổi tối phải không? Đúng rồi. Tối anh đi chơi đâu? Ba. Em hay đi. Em hay đi à? Hồ Chí Minh ba đẹp nhiều. Ừ. Tên gì? Đại đại. Em hay đi. Mai anh đi á? Ừ. Em bảo anh. Em bảo anh đi á? Không đi Vũng Tàu hả? Ừ. Em sống Bình Hồn phải không? Con nhà anh ấy. Con nhà Bình Hồn. Con nhà anh. Nhà anh, ok. Sài Gòn Park, yeah. Nhưng mà em chuyển đi rồi. Khi nào? Mới đây. Thì đó. Sài Gòn Park. Em mơ cho gần hả? Khi Brad mà chơi với Yến, Brad là bây giờ kênh là Nam mươi với Nam mươi là Pò Mai. Mà em nhớ không? Lần đầu tiên khi em gặp anh, yeah. Em cũng không yêu anh rồi. Thực ra anh cũng không yêu em rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ hiểu cũng nhiều phải không? Em có học tiếng Việt không? Một tháng. Anh nói được giỏi vậy. Như vậy. Language là không phải từ đây. Language là từ đây. Bây giờ em có muốn hiểu anh nữa không? Nếu như mà Rác tỏ tình với mình thì chắc mình sẽ làm cho anh Rác buồn. Mình chỉ xem anh Rác giống như là một sự ngưỡng mộ về mọi thứ, về cảm xúc mà yêu thì chưa có. Ôi chết hả? Có không? Oh, đỏ hết rồi nè. Đi vô đi. Sẽ hỏi. Hỏi gì? Hỏi, can I help you? Người ta làm xong rồi, can I help you? Can I help you? Bạn này ngồi đây mà ông này đứng đây là sao? Anh. Massage Hàn Quốc. Ủa gì mà anh? Em rửa ông ngồi. Chưa gì mà đã vậy rồi hả? Lúc mà anh Long rửa chén thì mình thấy khá là dễ thương. Tại vì mình đã nói ngay từ đầu rồi là mình rất là thích hình ảnh anh Long ở trong bếp. Bếp vô rửa kìa. Em bây giờ cũng đi sai cả nhà hàng xóm đó. Em đi đâu đấy? Dắt vào cái rổ đây. Trời đất ơi. Để vô cái rổ đúng không? Trời đất. Thật luôn hả em? Nãy giờ em dạy luôn á? Ừ, nãy giờ thế. Anh rửa kiểu gì đấy? Anh rửa từng cái đũa một xem nào. Thật, anh có bất ngờ không em? Rửa đũa mà bó một bó, xong rồi rửa cái vòng ngoài ấy, thì những cái trong làm sao? Khi mình khó chịu, khi mà anh không có rửa theo ý mình á, thì anh cũng rất là dễ thương, chiều làm theo ý mình ngay lập tức. Lúc đầu tiên thì mình đã từng nghĩ Thảo ở nhà sẽ rất là được chiều, sẽ không phải làm cái gì cả. Nhưng mà khi mà lúc Thảo chia sẻ là
mẹ Thảo ở nhà training cho Thảo, dạy Thảo rửa chén phải kỹ như thế nào, là sắp xếp đồ đạc làm sao cho nó gọn. Thì mình thấy là cô ấy cũng là một cô gái khá tỉ mỉ, cũng như là có sự yêu thương và dạy dỗ rất tốt từ gia đình. Ráp giỏi cho kìa. Trời đất ơi. Giỏi kìa. Wow. Vâng. Con ơi đừng té nhá. Ôi mệt. Trời ơi trời. Ông mệt không? Oppa. Ờ mệt để lùi rồi. Mình thấy Diễm bày tỏ khá là nhiều tình cảm với Brad, không biết đấy là thật hay là đang diễn, nhưng mà mình không còn sure là ai nữa, nhưng mà mình nghĩ có thể là Nhân và Diễm hoặc là Brad và Diễm. Về nhà muộn hơn dự kiến, Nhân đành lủi thủi dùng cơm một mình, mặc cho Diễm và Brad đang hẹn hò với nhau ngoài sân vườn. Được không? Ồ. Em cũng bị nè. Em bị nè. Ngon. Thì anh làm như vậy? Nếu như vậy sẽ... Thật không? Thật. Mẹ cô bây giờ nói như vậy. Ok. Nhân về rồi kìa. Nhân ơi! Yo man. Yo man. Sao Nhân chạy quá? Nhân đi làm. Không. Bóp ăn đi. Thoải mái quá. Ăn tóc cả đi. Ăn hết rồi. Quá. Không về với Tuấn Anh à? Không muốn ăn đi đâu? Anh đâu có gì, chúng mình ăn muốn ăn đâu? Phải ăn không? Ngồi đi. Chị bán không? Em ăn rồi. Lâu rồi không gặp. Mới có một ngày mà. Ủa anh ăn xong chưa? Anh để đi, anh dọn cho. Tí dọn nha. Vậy là chỉ còn mỗi Tuấn Anh vẫn bận việc chưa về, chẳng thể chờ đợi được nữa. Các thành viên đang rất nôn nóng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai. Wow, đã mặc Diễm luôn nha. This is my husband. Your ball. Trời ơi. Your ball. Your ball. Rất là đẹp đó Rat. Nhưng mà so xấu quá. Beautiful. Ôi, dễ thương quá. Từng phút giây đang trôi qua trong ngôi nhà chung, khoảng thời gian quý giá cuối cùng này, khi các thành viên đã có mặt đông đủ, mọi người quyết định vui chơi hết đêm cho thật sảng khoái cùng nhau. Và bây giờ mình sẽ chơi con cá sấu. Bây giờ mình chơi ai bị thì quay. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Mới vô biển cái đi uống uống lấy hơn. Hết em. Quay. Quay hả? Dạ. Chẳng may mà làm nó tụt xuống lại đến nhiêu rồi. tin anh không? Tin anh đi mà. Tin ai? Đi có khủng long nó còn gài em. Gì vậy em? Hôn môi. Hôn môi. Mà lúc nãy đã đánh răng chưa? Vừa ăn mắm tôm rồi mắm nêm các kiểu xong. Em thấy không? Trong nhà tối giờ ai cũng ăn hết. Mỗi anh Tuấn Anh là chưa ăn. Mỗi Tuấn Anh chưa ăn. Em phải làm sao cho tất cả mọi người, 8 người đều có mồm có mùi như thế. Đâu. Thì bây giờ em phải hôn Tuấn Anh để cho Tuấn Anh cũng có cái mùi đấy luôn. Em đừng suy nghĩ quá đâu. Đừng có suy nghĩ. Hôn là hôn liền, mất hứng. Ừ. Nghe đang buồn nghe đây. Nghĩ suốt mà nó quay ngay cái hot nhất luôn. Em có biết là anh mong nãy giờ anh bốc được vào cái đấy mà anh không được không? Anh hơi cáu ấy. Em muốn lòng luôn đi. Lòng đã thích mà. Lòng bây giờ đang muốn quay. Anh lau sẵn không? Đúng rồi, hôn làm em. Em hôn anh là em an toàn nhất ở cái nhà này. Ôi, em chưa 18 mà mọi người. Chưa 18 mà giả giấy tờ để vào tham gia chương trình này à? Nhanh lên nào, nhanh lên. Hung red đi. Gì à? À ý là hung red là vậy hả? Là Đúng. Không, em hôm nay tối em xuống dưới đất em ngủ với chị. Tối em xuống em ngủ với chị, chị sẵn sàng nhường cái đó cho em. Đấy. Anh xuống với em luôn. Ngon đi. Cả nhà ở bên cạnh em. Không thể về một vì một cái thế lực thù địch như thế mà em từ bỏ đi cái nụ hôn đầu đời của mình được. Em ngồi bán với em được không? Bên đây thế lực ghê quá. Ok. Nhát nói kìa, năn nỉ kìa. Ok. Hôn đi. Hôn đi kìa. Chỉ hôn thôi. Chỉ hôn thôi mà. Môi chạm môi thôi mà, chứ đâu có biết là bắt là lưỡi phải đi du lịch đâu. Thôi. Thôi. Không. Em đổi. Không.
lớn rồi làm gì phải có trách nhiệm chứ. Em lúc nào cũng có cái tâm lý là anh Brad và chị Diễm chính là một cặp. Trong bốn bạn nam thì em nghĩ là thời điểm đó là đối với anh Nhân là an toàn nhất. Nhiều khi qua chương trình này anh về anh cạch mặt em thiệt chứ không phải em cạch mặt anh đâu. Không, anh bình thường mà. Anh bình thường, Nhân bình thường mà, Nhân dễ lắm. Nhân hồn dễ ở hồn anh tình cảm lắm. Ai đối với anh cũng có tình cảm. 5 giây nha mọi người. 5 giây luôn. Em không làm được. Em không làm được. Em chủ động đi. Bây giờ con bé nhắm môi em chạm môi vào. Cho thì không chịu. Đúng rồi. Thích Nhân cơ. Thả cái tay ra Miu. Bỏ tay ra xem nào. Không xem cơ. Bỏ tay ra nào. 4 5. Trong ba người mà thực hiện thử thách đối với em thì cái người mà để lại cảm xúc nhiều nhất thì vẫn là anh Nhân. Chắc chắn là cái thử thách mà nhớ nhất đó chính là cái thử thách mà hôn môi. Thật sự lúc đó rất là ngại, bởi vì là coi Miu như là một đứa em, nhưng mà nghĩ ở đây chỉ là một cái game thôi. Thì sau đó mọi người rất bình thường. Em đổi hồn thủy cho em xin phép đổi hồn thủy. Em muốn đổi ai? Cho em ra ngoài. Em đổi lên anh qua đây cũng được. Rồi bây giờ đây. Vi qua kia. Nào, đến lượt Vi á. Sao vậy? Không ta được rap. Ta được rap. Đừng nói là em yêu anh rồi nha. Chết luôn á. Em biết nó nhóc xuống mà nó không lên là biết rồi. Trời ơi, ráng. Qua đến bên này em mà còn bị nữa thì thôi. Rồi. Mình mệt nè, bên đây mệt nè. Thôi em quay đi, Brad đứng lên đi. Gặp bụng 10 cái chạm mũi người à, tức là một người ngồi đằng trước kia kìa. Sao không gặp được? Anh Brad ngồi rồi chị gặp lên. Ờ gặp lên không chạm vào mũi đấy 10 cái. Thế thì gặp nam. Quick her. Yeah. Yeah. Ủa tôi chưa chọn mà. Sao em phải gái thế? Đi ra luôn. Vì Rap với lại Diễm thì đúng là hai người này nó rất là nhiều, rất là đẹp đôi, rất là nhìn rất là hợp. Nhưng mà mình không nghĩ là đã từng yêu lâu rồi. Kiểu là hai người này kiểu giống như là đang tìm hiểu nhau thôi, chứ gọi là chưa có gọi là yêu nhau quá lâu hoặc là sẽ là cặp đôi. Mình nghĩ là nếu mà về phần trăm của hai người này thì có một chút xíu gọi là nghi ngờ hai người này thôi. Mọi người dọn giường á, dọn ra. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Đấy đấy. Đấy. Cái giống nhà thì làm. Đấy ừ. Rap rất là dễ thương, ngây ngô, đáng yêu và nhiệt tình hưởng ứng cái trò chơi này. Khi em vừa Fred nhìn em là em ở đây của em là một chỗ ở đây cho nên Fred à nãy là biết cô cảm giác hoa nữ chị khi mà chị xuất hiện với Rap thì mình cảm thấy cũng hơi khó chịu một tí xíu. Nhưng mà vẫn cố giấu chứ mọi người. Cái đó mà là cái mà khoảnh khắc mà mình cảm thấy nó khó kiềm chế nhất. Này đã là đêm cuối của 8 thành viên tại ngôi nhà chung. Ở đây chắc chắn đã để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên và vô vàn những cung bậc cảm xúc. Giờ đây khi quá khó để nói thành lời thì những dòng thư tay được giấu tên sẽ là cơ hội để họ cùng nhau trải lòng mình một cách dễ dàng nhất. Ai sẽ viết cho ai và họ đang giữ tâm tư gì về nhau? Huyền, anh biết ai viết cho em rồi. Thảo, Diễm. Wow, Diễm không có rồi. Brad, Long. Không có Nhân luôn. Tuấn Anh. Tuấn Anh nhiều thư thế. Đi về em ơi. Em ơi. Em với Nhân đi. Để đi chứ. Hiền nó còn có thư kìa. Cũng có anh Nhân cũng là người đồng cảm, cũng là người gặp chúng trường hợp với mình nên là thấy không sao cả. Thấy cũng cảm giác nó hơi kiểu bị hụt hẫng một tí thôi, chứ cũng không có gì gọi là buồn nhiều cả. Anh không có thư. Em biết thư này anh viết cho em rồi. Nào đọc lên, đọc tròn vành rõ tiếng lên em.
Ôi trời, ai đứa nào nói cái gì? Hiền ơi đây. Hiền nó còn có thư kìa. Hiền nó còn có thư kìa. Trong nhà chung á thì anh Nhân hay gọi tên Hiền. Thì em có nhắc, em có mỗi lần mà gọi sai thì em có nhắc là em tên Huyền. Thì anh vẫn gọi Hiền, thì em khẳng định luôn là anh Nhân biết. Hiền ơi. Em đang buồn á, em đang buồn á. Em mở cái lá thư này ra, em nhìn câu đầu tiên em buồn, sau đó em nhìn những dòng ở dưới em buồn thật sự luôn á mọi người. Rồi em đọc đi. Rồi em đọc đi. Hiền ơi, a hi hi, anh không biết viết gì, vui thì viết. Mọi người thấy vui hả? Vui. Em đọc tiếp đi. Đây, không vui, đừng có vui. Nhìn em thiệt dễ thương a hi hi. Thế hỏi em có thích anh không? Wow. Xong rồi hả? Từ là một lá thư vui viết cho người em thì nó trở thành một cái gì đó rồi, khiến cho Huyền cảm thấy rất là buồn cũng như là khóc, thì mình cảm thấy thật sự có lỗi, thì mình cũng có nhắn tin cho Huyền xin lỗi Huyền. Em vẫn chưa đọc hết tin nhắn. Tâm trạng của em hiện tại thì em hơi buồn vì cái lá thư anh viết. Trong 7 người trong này nè, ai cũng lớn hơn em hết. Cái thứ nhất là em thấy em bị xúc phạm á, tên em viết sai. Cái thứ hai là em thấy giống như là em nhỏ, cho nên là anh viết giống như là kiểu đùa giỡn hay chọc em vậy đó. Em không thích như vậy. Sau 5 ngày ở nhà chung thì em nghĩ là anh Nhân là một người tính tình ảnh hơi con nít một tí. Với lại là ảnh khi mà ảnh vui thì ảnh sẽ không có suy nghĩ, là không có suy nghĩ nhiều tới cái cảm nhận của người đối diện, là nếu như mà ảnh viết lá thư như vậy thì cái suy nghĩ của em như thế nào. Em không nói nữa, em hết nói rồi. Tên Long. Người anh Long, em tin vào duyên ngay từ lần đầu gặp mặt. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy cảm xúc trong mình thay đổi liên tục, nhanh đến chóng mặt như vậy chỉ trong vài ngày. Nhưng đến thời điểm này, em không muốn cảm xúc trong mình rối ren và thay đổi như vậy nữa. Em mong anh giúp em làm cho những cảm xúc đó chắc chắn và trật tự hơn. Em cũng có nghĩ đến việc sau chương trình trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ lại thay đổi, nhưng không sao, khoảng thời gian này cũng đã và đang rất đẹp. Em thực sự thích hình ảnh em trong bếp. Anh cũng thích hình ảnh em trong bếp. Anh Long là người con trai mình gặp đầu tiên trong nhà chung, và lúc mình gặp ảnh cũng là lúc ảnh đang nấu ăn. Mình rất thích hình ảnh đó. Và ngày hôm nay thật là hay khi mà ngày cuối cùng ở nhà chung, mình lại thấy anh Long ở trong bếp và rửa chén. Mình biết đấy là lá thư của Thảo gửi cho mình, bởi vì mình và Thảo đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Thảo cũng đã chia sẻ với mình những cảm xúc của Thảo với mình. Nên khi mình đọc được những dòng đó thì mình biết chắc chắn người viết cho đừng viết lá thư đó là Thảo. Gửi Thảo, anh đến với chương trình mong sẽ tìm được cảm giác mà anh đã từ lâu không có được. Qua vài ngày thôi nhưng dường như anh đã tìm lại được cảm giác yêu, ghen, khó chịu cũng như những giây phút vui vẻ bên em. Anh mong rằng những tình cảm này sẽ cùng anh đi tiếp trong thời gian tới. Anh không hứa gì cả nhưng anh sẽ làm tốt nhất những gì anh có thể. Cảm ơn em. Tới thời điểm này thì mình không còn phân vân giữa Long và Nhân nữa. Mình đã xác định là mình muốn tìm hiểu một mình Long thôi. Thích đọc được không? em đọc dùm cho. Em đọc dùm anh nha. She read a mean letter. Fred nhìn mắt của em. Cho nên Fred là ôi là em. Anh rap. Lời đầu tiên, đây không phải là thư gửi cho người em có tình cảm đặc biệt, mà là thư của một đứa em gái dành cho một trong bốn người anh trong nhà chung. Em cảm thấy quý mến nhất. Có thể là do cách anh đối xử với mọi người lúc nào cũng lịch sự và chu đáo, nên bản thân em có phần quý anh hơn. Hy vọng anh và một nửa của mình mãi mãi hạnh phúc. Love. You understand? Khi Brad nhận xem letter, bắt đầu là gửi Brad hiểu. Nhưng mà từ gửi Brad là không hiểu. Nhưng mà khi Brad thấy cái letter style, Brad
Vậy tôi suy nghĩ là lời thật của anh là When còn tốt, mặc dù Fred là người Hàn Quốc, Fred là người Việt Nam, nhưng mà Fred cảm thấy là chắc chắn em gái. Ok. Diễm đọc đi. Tu Diễm. Anh rất vui khi gặp lại em ngày hôm nay. Anh sẽ hạnh phúc hơn khi gặp em vào ngày mai hả? Em hy vọng là ngày mai mình sẽ hạnh phúc. Anh nghĩ là đấy là một câu châm ngôn đấy. Ừ. Như là anh luôn đó, muốn gặp là, em hôm qua, hôm nay và ngày mai. Phải giải thích vậy, đúng không? Đúng không? Không, Rat không có gì đâu. Qua không có gặp Rat, thì hôm nay gặp lại Rat. Cho nên là Rat mới nói là hôm nay gặp lại em vui. Cho nên là em nghĩ là Rat viết thì anh không viết được nhiều. Nhưng mà thực sự là anh đã, nói chung là có dành tình cảm cho mình. Điều Tuấn Anh, người được nhiều thư nhất ở nhà. Dear Tuấn Anh, có thể những lời nói này khi anh đọc được có thể sẽ chạm đến cảm xúc của anh. Nếu có làm anh buồn thì em xin lỗi. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ và khúc mắc của em. Em thấy anh chưa thực sự đang hòa nhập cùng mọi người. Cảm giác như anh đang phải giấu hay không muốn bộc lộ bản thân, con người thật của anh. Khi tiếp xúc với anh, em chưa thực sự cảm thấy anh nhiệt tình trong ngôi nhà chung này. Ủa, cái tên này ai biết? Nếu như anh thực sự coi mọi người như những người bạn thực sự, thì em cũng mong mỏi là anh sẽ hòa nhập cùng mọi người nhiều hơn. Em rất quý anh và tất cả mọi người, nên cũng muốn là chỉ còn những ngày cuối cùng, anh cùng mọi người hãy vui chơi hết mình để chúng ta có một kỷ niệm đẹp cùng nhau trong 7 ngày này. Cái này là thứ... Cảm ơn anh đã đọc. Thư warning á. Warning á. Là thư cảnh cáo á. Thư giận mặt đấy. Nếu như mà nói trước mặt, nói với lại Tuấn Anh thì nó sẽ khó. Bởi vì nếu như mà muốn nói trước mặt Tuấn Anh thì hôm qua mình đã nói với Tuấn Anh ở trên xe rồi. Thì mình nghĩ là Tuấn Anh sẽ hiểu, sẽ hiểu cái lá thư đó. Và có thể là hơi đụng tới lòng tự ái của Tuấn Anh một tí. Nhưng mà dù gì đó cũng là những lời chân thật của mình, mình muốn gửi tới Tuấn Anh. Và mong Tuấn Anh có thể thay đổi trong những ngày tới thôi. Gửi anh Tuấn Anh những năm. Lần đầu gặp anh, em đã có ấn tượng về anh là một người năng động, hoạt bát. Nhưng anh lại ít có thời gian tiếp xúc và hoạt động cùng mọi người trong nhà. Hy vọng là hai ngày tới đây, anh hãy tích cực hoạt động và tìm hiểu ai đó trong nhà chung mà anh có cảm tình. Và hãy là chính mình anh nhé. Chúc anh luôn vui. Và đó là cái điều chung rồi. Cái điều mà muốn Tuấn Anh hòa nhập với mọi người là cái điều đó mà Tuấn Anh cũng cảm nhận được. Và Tuấn Anh sẽ làm những cái điều đó từ giây phút này cho đến những cái ngày cuối cùng trong chương trình. Dù Tuấn Anh xem các bạn như là những người bạn thân nhất của mình vậy đó. Đây để anh đọc thư của anh ạ. Nếu có thể cho anh xin chia sẻ vài dòng cùng các bạn của anh. Tuy anh em chúng ta chưa thể chơi cùng nhau trọn vẹn 6 ngày, nhưng ít ra trong 6 ngày vừa qua, anh đã trân trọng mọi người như là những người trong nhà của anh vậy. Còn nói riêng về bản thân anh chia sẻ thật là anh chưa có tình cảm với ai trong 4 bạn. Và anh nghĩ lý do khiến anh như vậy là cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được người bạn gái của anh. Một cô gái mà anh thương nhất trong cuộc đời này, chưa quên được bạn gái cũ. Thì cái này thì buổi đêm trong phòng thì mấy anh em cũng có ngồi nói chuyện với nhau, thì Tuấn Anh có nhắc đến cái điều này. Thế mình biết đó là thư đó là của Tuấn Anh. Nên điều cuối cùng anh mong các bạn hiểu cho anh, và chúng ta sẽ vui hết mình trong những ngày còn lại như những người bạn chân thành nhất của nhau nhé. Chúc anh em chúng ta có những ngày còn lại thật vui vẻ và hết mình với nhau. Hãy sống như anh em chưa từng sống. Có vẻ chuyến đi dã ngoại cuối cùng của các thành viên Clubhouse vào ngày mai sẽ không được vui vẻ và thoải mái như kỳ vọng, khi mà sự đùa giỡn vô tư của Nhân đã vô tình làm tổn thương Huyền và kéo không khí nhà chung bị trùng xuống. Việc Fred liên tục có những hành động thân mật với Diễm đã khiến Nhân khó chịu và mệt mỏi. Vậy mà giờ còn phải đau đầu tìm cách giảng hòa với Huyền. Cặp đôi bí ẩn sẽ vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt này ra sao? Hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo vào tuần sau. Điều gì sẽ đến mỗi
sớm mai. Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư với nhau. Dặn lòng